Trong tập trước, Yamato vẫn đang chiến đấu nảy lửa với quỷ lửa Kazenbo không cho nó tấn công vào số thuốc nổ đang bị đóng băng. Trong khi đó, cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Big Mom cùng Kid và Law đang dần đi tới hồi kết. Nữ tứ hoàng kết hợp ba homie lại là một gây ra muôn vàn khó khăn cho hai siêu tân tinh. Law sử dụng cây zoom một lần nữa khiến cho Big Mom bị giật tê người, hộc cả máu mồm. Kid nhân đó tạo ra một khẩu súng bắn ra một lượng lớn từ tính cố gắng đẩy lui mụ ta vào cái hố khổng lồ kia. Tập 1067. Đến thời đại mới, chiếm lấy, quyết tâm của bọn nhãi. Mặc dù chịu một lượng sát thương cực kỳ lớn từ Kid, thế nhưng Big Mom vẫn chưa chịu gục ngã. Điều này khiến bất kỳ ai có mặt tại đây đều phải bất ngờ đến bật ngửa. Big Mom liên tục chửi rủa hai siêu tân tinh đã làm mình ra nông nỗi này. Tiếp đến, mụ đưa ra hai lựa chọn cho Kid và Law. Một là sống sót làm kiếp nô lệ, hai là phải hy sinh 50 năm tuổi thọ thì mới được tồn tại trên cõi đời này. Vừa dứt lời, Big Mom sử dụng sức mạnh thao túng linh hồn của trái Soju. Bất cứ ai run sợ trước nữ tứ hoàng thì tuổi thọ của họ sẽ bị rút ra khỏi cơ thể. Thuyền viên của băng Kid và Hurt liên tục kêu gọi thuyền trưởng nên tạm thời rút lui trước đã, bởi vì kẻ trước mặt thực sự là một con quái vật. Khác với tất cả, Kid cùng Law chẳng hề suy chuyển. Anh chàng Law còn ra hiệu cho đồng đội đi trước, còn bản thân thì bước tới chỗ của Big Mom. Họ không cảm thấy run sợ tứ hoàng một chút nào. Law cho rằng tiếng rên của Big Mom quá ồn ào nên sử dụng thêm một chiêu thức khác là di zoom trong lòng bàn tay. Tiếp đến thì ném nó về phía của kẻ địch. Kid cũng gia tăng thêm sức mạnh cố gắng thổi bay Big Mom xuống dưới. Di zoom bao bọc lấy Big Mom tạo nên một vùng câm lặng không có tiếng động. Kỹ thuật này được Law mô phỏng dựa trên năng lực của người anh yêu quý cô Jaron. Thấy mẹ gặp nguy, đám homie lao tới tấn công Law từ đằng sau. Kid tiếp tục dùng toàn bộ sức lực cuối cùng vào đam băng, còn Law thì hạ gục con quái vật chỉ trong một đường kiếm duy nhất. Sau hàng loạt sát thương như thế, cuối cùng Big Mom cũng bị thổi bay xuống cái hố mà Law tạo ra lúc trước. Mụ liên tục kêu gọi đám homie cứu mình nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Big Mom rơi xuống tầng hầm nơi Yamato đang có mặt khiến cô nàng bất ngờ, vì chẳng có lấy tiếng động nào. Để giữ bản thân lại với đảo quỷ, Big Mom vừa lấy tảng băng trước mặt, mà không biết rằng bên trong đó chính là một quả bom. Thấy nguy hiểm, Yamato dựng lên một bức tường ngăn chặn vụ nổ lây lan tới số bom còn lại. Một chấn động lớn được tạo ra ngay sau đó, quỷ lửa Kazenbo bị cuốn vào trong nên bị teo đi chỉ còn chút ít. Nó tức tốc quay trở về với chủ nhân Orochi của mình. Vụ nổ cũng đã tạo ra một lỗ hổng lớn ở đảo quỷ và Big Mom theo đó rơi tự do xuống bên dưới. Cả Onigashima rung chuyển, tất cả mọi người không thể đứng vững nổi trước chấn động mà Big Mom gây ra. Trong lúc đó, Big Mom liên tục trách móc vua hải tặc Roger đã tạo ra cái thời kỳ đại hải tặc chết tiệt này để mụ phải khổ sở để dọn dẹp. Trước khi chết, ông ta còn không chịu nói ra One Piece là gì và hiện đang được cất giấu ở đâu. Cuối cùng, Big Mom thề rằng sẽ quay trở lại khiến cho Kid cùng Law phải sống dở chết dở. Ngay sau đó, mụ rơi đúng vào hố dung nham của Ano Quốc do Law đã dùng kiếm tạo ra, kết quả là tiếp tục bị nổ tung một lần nữa. Sau bao nỗ lực, vất vả, Kid cùng Law đã chính thức giành chiến thắng trước tứ hoàng Big Mom. Họ đã tạo ra một trận đại địa chấn chưa từng có trong lịch sử. Các thành viên thấy vậy vô cùng vui mừng, ồ ạt lao tới chỗ thuyền trưởng cùng nhau hưởng thụ cảm giác chiến thắng đó. Cái lỗ hổng kia thông ra bên ngoài nơi Momonosuke đang có mặt. Yamato nói với cậu nhóc rằng mình đã kịp thời đóng băng số thuốc nổ lại. Mặt khác, Momo nói rằng con voi Junesa hiện đang tới đây. Nó chính là đồng đội của Joy Boy và đã gây ra một trọng tội vào khoảng thời điểm 800 năm trước. Tập 1068. Âm vang của Nguyệt Công Chúa, hồi kết của Ano Quốc. Con voi và cậu nhóc đã trao đổi ngắn gọn với nhau. Nó nói rằng đang chờ đợi lệnh từ Momo, sẵn sàng tới đây để chiến đấu. Mọi vấn đề xảy ra liên tục khiến cậu nhóc 8 tuổi trở nên rối trí không biết nên hành động thế nào. Đồng thời, Momo cũng mặc cảm rằng bản thân không được thông thái như cha của mình. Cậu không dám mở cửa Ano Quốc khi nghĩ tới những hiểm họa tiềm tàng sẽ xảy ra với những người dân nơi này. Nghe được những lời này, Yamato đứng sững người một hồi lâu. Ở các mặt trận khác, lúc này cuộc chiến giữa Zaizo và Fukuro Kuzu đã ấn định kết quả chung cuộc. Dĩ nhiên người chiến thắng chính là một thành viên của Cửu Hồng Bao. Zaizo cũng bị lửa làm cho gục ngã nhưng ý chí của ông thì không. May thay, Jinbei đã có mặt tại đây để ứng cứu đồng minh. Do không thấy thuộc hạ đâu, Orochi vô cùng tức giận, cho rằng hắn đã bỏ trốn một mình. Trong khi đó, Komurasaki thì cứ đánh đàn khiến lão ta cay cú quay sang chút giận. Bỗng một mảng tường từ trần nhà rơi xuống đè lấy tên quân vương độc ác. Tuy nhiên hắn lại chẳng thể biến hình thành rắn để trốn thoát khỏi nó. Orochi mắng chửi Komurasaki tại sao lại không cứu mình, nhưng thực chất đây chính là cái bẫy mà cô nàng giăng ra. Đống đổ nát đó đã được diêm sẵn đinh đá biển, vì vậy mà hắn mới bị suy yếu.
Orochi thì vẫn còn ảo tưởng rằng cô Musasaki yêu mình, còn cô nàng cũng tiết lộ luôn rằng mình là con gái của cô Yuki Oden. Ở một chiến trường khác, Izo cùng một tên CP không đã đả thương lẫn nhau rồi nằm gục xuống đất. Anh chàng hy vọng rằng em trai mình sẽ sống sót sau cuộc chiến này. Có vẻ như cả hai đều đã bỏ mạng. Tên CP không còn lại vô cùng cay cú khi cựu thành viên băng dâu trắng lại giúp sức cho đám siêu tân tinh. Bỗng cấp trên ra lệnh cho hắn hoàn thành một nhiệm vụ khác. Lần này, ngũ lão tinh muốn trừ khử anh chàng Luffy ngay lập tức. Thế nhưng việc này khó như lên trời, bởi hai kẻ mạnh nhất đang đánh nhau chí chóe ở trên đỉnh. Ngay cạnh đó, Exec cũng đã tỉnh lại sau thất bại lúc trước. Có vẻ như anh ta muốn ngăn chặn tên CP không kia trước khi hắn làm điều gì đó tồi tệ hơn. Đảo quỷ dung chuyển tí nữa thì khiến Zoro rơi xuống dưới. May là Frankie đã kịp thời kéo cậu ta lại. Tin tức Big Mom bị đánh bại lan khắp các chiến trường, rút bật khóc vì mẹ của mình. Điều này khiến Nami nổi giận. Bây giờ ta và mẹ người ai quan trọng hơn hả? Tất nhiên là chị Nami rồi. Kid và Law nằm lăn ra đất thở dốc. Họ đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, nên chẳng thể lên hỗ trợ cho Luffy chống lại Kaido được nữa. Xung đột của thủ lĩnh hai bên vẫn đang diễn ra. Kaido nhận thấy Big Mom đã bị hạ gục nên vô cùng bấn loạn. Lão nhớ lại những ký ức ngày xưa khi vừa mới gia nhập băng dốc. Big Mom chính là người đầu tiên làm quen và bắt chuyện với Làm. Thế mà đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đó, cả hai có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Kaido bật khóc vì Big Mom không thể cùng mình đi chiếm lấy One Piece được nữa. Luffy lao tới đấm cho lão một cú đau điếng. Cậu đã chuyển hóa bản thân sang dạng Sir Neckman rồi tiếp tục tung ra liên hoàn đấm. Anh lủ thề rằng sẽ đá đít Kaido khỏi vương quốc này vĩnh viễn. Tập 1069. Chỉ một kẻ thắng cuộc, Luffy với Kaido. Trở lại bên trong lâu đài, lúc này Exec đã xiên cho tên CP0 một nhát từ đằng sau. Tuy có chút bất ngờ nhưng hắn cũng nhanh chóng thoát ra rồi tung đòn đáp trả lại. Những cú đấm của Luffy bay loạn xạ khiến Kaido không thể tránh né. Lão cũng cảm thấy khó hiểu bởi Cao Su đâu có khả năng làm như vậy. Mặc dù dính nhiều đó sát thương thế nhưng Kaido vẫn chẳng tỉnh được rượu, mà vẫn cứ trêu đùa. Điều này càng khiến Luffy tức tối hơn bao giờ hết. Kaido nói rằng Luffy không phải kẻ duy nhất sử dụng được Haki thấu thị tương lai, mà lão cũng có thể. Tiếp đến, sinh vật mạnh nhất hóa thành rồng bay lên không trung sực, cho anh chàng Cao một nhát khiến cu cậu đau đớn. Ngay sau đó, Kaido tính nuốt sống luôn cả Luffy. Anh lù liên tục phản kháng, đòi thoát ra ngoài bằng được. Thuận theo ý cậu, Kaido há miệng ra, tuy nhiên lão làm như thế để tấn công cu cậu trực diện. Luffy dính trọn đòn bộc tức rồi bị thổi bay xuyên qua cả đảo quỷ. Chiêu thức này thực sự quá mạnh, Luffy nhanh chóng rút ra khỏi nó bằng dạng Bowman. Anh lùi thở dốc không phanh, thương tích cũng đầy mình. Cậu tạo lực quay trở lại đối đầu với Kaido lần nữa, không biết rằng thời gian còn bao lâu bởi đây là Gear 4 lần cuối cùng. Kaido tính đớp Luffy nhưng lần này đã khác, cậu ta đã né được rồi bay lên cao hơn nữa. Luffy hóa to cánh tay gấp nhiều lần, tranh cãi với đối thủ về việc người dân Wano không hề yếu đuối như lão ta nghĩ. Kaido muốn phản công lại bằng bộc tức nhưng Luffy nhanh tay hơn, đấm một cú đấm siêu mạnh khiến Kaido đau điếng. Gã ta bị thổi bay xuống dưới đất rồi nằm sóng xoài ra, không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào. Luffy tiếp tục lao tới nhưng khi vừa tới chỗ kẻ địch thì ăn nguyên cú lôi ô bát quái đầy u lực của Kaido trong dạng lai. Cú cậu đau đớn ngã xuống, lượng khí trong miệng dần thoát ra. Luffy cố gắng bịt lại, nếu không thì Gear 4 sẽ hết tác dụng. Hai bên cứ thế lao vào nhau thêm một lần nữa. Bỗng từ đầu tên CP không kia xuất hiện xen ngang vào cuộc chiến. Hắn sử dụng chiêu thức thiết thể khóa cứng anh chàng Cao Su lại. Luffy cùng Kaido vô cùng bất ngờ. Gã tứ hoàng nhớ lại năm xưa, cũng đã có kẻ dám xen ngang vào cuộc chiến giữa mình và Oden. Kaido không thể ngừng lại được nữa, và Luffy ôm trọn cái chùy sắt bọc đầy Haki bá vương vào người. Kaido hụt hẫng khi nhìn thấy đối thủ của mình hộc máu mồm. Liệu Luffy sẽ có kết cục như thế nào đây? Đối thủ mà mình chờ đợi suốt 20 năm giờ đây lại bị hạ gục chỉ vì tên chó má CP không chen ngang. Điều này khiến Kaido tức tối chuyển mục tiêu vào hắn. Việc Luffy bại trận đã được thông báo đi khắp chiến trường. Liệu phe liên minh sẽ phải đối chọi với sinh vật mạnh nhất thế giới kiểu gì đây? Tập 1070. Luffy bị đánh bại, quyết tâm của những người còn lại. Vị thần Nika sắp xuất hiện rồi. Hãy đón xem tập kế tiếp vào tuần sau các bạn nhé. Video review hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review kế tiếp.